Chiều ngày 10 tháng 10, đoàn lãnh đạo tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dẫn đầu, đã đến thăm và làm việc với Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc. Phát biểu chào đón đoàn tỉnh Bình Dương, Tổng lãnh sự Việt Nam tại Quảng Châu Vũ Việt Anh đánh giá cao sự phát triển kinh tế xã hội, phát triển công nghiệp của tỉnh Bình Dương. Giới thiệu về Quảng Châu, Tổng lãnh sự nhấn mạnh thành phố có thế mạnh về quy hoạch giao thông, phát triển tàu điện ngầm và có hệ thống đường cao tốc, đường sắt, đường đô thị 40.000 km. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi giới thiệu sơ lược về phát triển kinh tế xã hội và những định hướng phát triển cùng với chiến lược thu hút đầu tư thế hệ mới, phát triển xanh, bền vững, thông minh. Bình Dương đang khởi động các tuyến cao tốc kết nối liên vùng như thành phố Hồ Chí Minh chân thành, hình thành vành đai công nghiệp đô thị. Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi mong muốn tổng lãnh sự quán hỗ trợ Bình Dương để mạnh phát triển hợp tác với thành phố Quảng Châu và đối tác Trung Quốc trong các lĩnh vực phát triển công nghiệp, thành phố thông minh, giao thông thông minh, giáo dục, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo.